Em giờ mà chắc là chưa có một mối tình nào chính thức ạ. Bởi vì 28, 29, 30 tuổi này em mới bắt đầu đi cửa rút người ta. Đi cửa rút người ta hả? Thính anh cỡ đó mà đang, từ trước tới giờ không thấy anh bảo là không ai dính anh được nhờ. Chắc là anh nghĩ là anh để chờ em đấy nên mới chờ tới hôm nay đấy. Chứ không có ai dính thính. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào ông Tơ, anh Quyền Linh và bà Nguyệt, chị Hồng Vân. Chào em. Và chào, chào chị. Quý vị khán giả với lại những người làm chương trình và bạn gái ở bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Anh, em năm nay 30 tuổi, em đến từ quê hương Hà Tĩnh, Bình Thường anh. Hiện tại công việc của em là làm bên ngành cơ khí, bên bảng hiệu và hộp đèn quảng cáo. Xuân Anh làm cơ khí, hộp đèn quảng cáo. Dạ. Nhưng mà làm ở đâu? Em làm việc ở Bình Dương anh. Bình Dương hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, em chào khán giả trong trường quay, em chào bạn trai bên bức tường bên kia. Em xin giới thiệu là em tên Phạm Thị Thu, năm nay 29 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang làm việc ở Tân Uyên, Bình Dương. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên văn phòng, công ty em kinh doanh bên mảng sắt thép. Vậy là hai bạn gần nhau đó. Hỏi thăm coi Bình Dương chỗ nào? Em ở Bình Dương ở chỗ nào em? Dạ, em ở Tân Uyên, ở ngay chỗ chợ Phú Chánh anh. Anh chỗ ở... đấy anh không biết, nhưng mà anh ở biết mỗi cô Thuận An không ạ? Anh ít đi khỏi Bình Dương lắm nên... Dạ, nếu mà quen được em rồi anh sẽ biết nhiều hơn nữa. Dạ, lúc trước em cũng có sống ở dưới Thuận An mấy năm anh ạ. Anh ở chỗ nào mình ở Thuận An anh? Ở Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương ạ. Dạ, em cũng ở ngay chỗ chợ nhỏ anh. Vậy thì mình khả năng gặp nhau nhiều. Dạ, em nhiều khi anh đi qua nhỏ nhỏ nào đó anh gặp em mà anh lại không biết hết rồi. Chứ em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, em có điểm mạnh là vui vẻ hòa đồng, mình không hút thuốc lá. Rồi không chơi các thứ nó ảnh hưởng tới sức khỏe để tinh thần. Rồi vật chất tốt. Có khuyết điểm gì không? Nếu như mà ví dụ như đang làm việc mà đang cắt tỉa rau mà ai hối nói làm nhanh nhanh thì có đồ ăn, hay là em hay bị rối nên hay chảy máu. Hối là rối luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc em mà nhuộm tóc này có ai hối em không? Em quyết tâm là do em cái phong thủy anh. Phong thủy gì? Anh thấy tóc vậy sao tự nhiên hối quá rối, sao làm luôn đây luôn vậy? Em nghĩ là cái này nó phong thủy với em nên em quyết phong tâm lên đây sao? Thì nó mang lại may mắn cho em ạ anh. May mắn thì tóc màu vàng được rồi, mắt mới gì luôn, cái lông mày màu vàng nữa. Dạ thì... Ủa là sao? Là bạn vàng từ trên khúc, trên vàng khè. Vậy á hả? Ừ, ủa, nhuộm tóc vàng là bình thường. Chị coi nha. Đó là phong thủy. Nhưng mà luôn nhuộm cái chân mày màu vàng luôn, nhìn nó lạ. Kìa. Dạ chào chị ạ. Đâu có đâu, chân mày đâu nhuộm luôn hả cưng? Dạ nó có xíu gì ạ? Vậy á hả? Nó kiểu giống như kiểu có đồng bòn luôn á anh. Nó có tóc rồi có chân mày luôn đó. Giống kiểu đồng bòn á anh. Vậy thôi tôi mặc đồ vàng khè luôn đi cho nó phong thủy đẹp luôn. Ở bây giờ mình nói một chút về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Dạ em thì có điểm mình là em con người sống rất là tâm lý. Là hay vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em có một cái chịu đựng rất là giỏi. Chịu đựng giỏi. Dạ. Phụ nữ mà chịu đựng giỏi là coi như cũng thiệt thòi nhiều lắm á. Dạ đúng rồi chị. Em thấy em thiệt thòi nhiều. Thiệt thòi nhiều. Dạ. Ở điểm chưa mạnh của mình. Nhược điểm của em á là cái tính em hay xích suy nghĩ. Cả nghĩ không? Suy nghĩ khác cả nghĩ nha. Suy nghĩ thì bình thường. Ví dụ như em hay suy nghĩ những cái chuyện trong ngày em nói chuyện gì đó, xong tối về em cứ hay nằm suy nghĩ lại cái ngày đó em nói chuyện gì, gì có gì có lỗi hay là mình nói gì quá không á. Dạ. Với lại em con gái nhưng mà về mặt trang điểm là em chịu thua. Không biết cách trang điểm đúng dạ, không? Dạ em không biết có make up. Em vừa em đi tiệc này kia, em ra quán em bị người ta make up giùm thôi. Dạ. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu của em thì được 5 năm. Em với anh ấy chia tay vì một lý do là gia đình coi thì không hợp tuổi nên cưới về là xin ly tử biệt này kia. Cho nên là anh ấy cũng không có dám nói là chia tay với em.
em là người giải quyết cái mối quan hệ đó để cho cả hai được thoải mái ha, thoải mái gia đình cũng nhẹ nhàng. Dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được 8 tháng. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay ra cũng cách đây cũng 1 năm rồi. 1 năm rồi. Dạ. Lý do chia tay? Em phát hiện ra là anh ấy đã có gia đình. Ờ. Dạ. Rồi. Kiên quyết luôn. Giờ dạ. Phải chia tay rồi. Đúng rồi, thì kiên quyết luôn đó. Gia đình phải chia tay rồi. Rồi, hai mối tình, bạn trai mấy mối? Dạ thì em giờ mà chắc là chưa có một mối tình nào chính thức. Bởi vì thời đi học thì em có từng được người ta thích, nhưng mà em không có biết thích lại. Xong rồi lớn lên đi làm, người ta cũng có thích em, nhưng mà em không kiểu thích lại. Mà tầm 28, 29, 30 tuổi này em mới bắt đầu đi cờ rút người ta. Đi cờ rút người ta là kiểu em yêu đơn phương á. Yêu đơn phương hả? Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em biết tán gái không? Dạ thì em thả thính cũng quá trời, nhưng mà lại cũng không có ai dính. Thả thính nhưng phải thả thính đúng. Thì đúng em bài cũng bản của nó có đó. Đi từng bước mà như là quan tâm rồi lắng nghe rồi chia sẻ rồi khen rồi các thứ mà. Quan tâm, lắng nghe, chia sẻ rồi khen nữa hả? Các thứ rồi mà chưa được rồi thấu hiểu luôn rồi hết. Kỳ vậy ta? Chắc là do thính ảnh không đủ độc á anh. Dạ không biết nữa. Bây giờ em muốn có một mối tình với một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Bạn gái của em thì em cũng không có yêu cầu về ngoại hình, nghĩa là tính cách vui vẻ, hòa đồng, rồi biết làm những việc nhà, các thứ là được. Rồi, mời nhà gái cho chúng tôi biết tiêu chuẩn lựa chọn người yêu thế nào? Mẫu người của em là không có gia trưởng, công việc ổn định, có lập trường của mình. Mẫu giống anh Quyền Linh thì còn tốt. Mẫu giống anh còn tốt hả? Ví dụ mà không trai hơn á. Ví dụ mà không giống miếng nào thì có được không? Dạ không giống thì cũng được, nhưng mà quan trọng là phải có lập trường của mình. Đúng rồi, lập trường rất quan trọng, chứng kiến ha. Dạ em chào anh gái, cảm ơn em lấy anh làm ra hình mẫu. Dạ. Anh hơi mập đó nha. Dạ em thích người mập mập vậy đó. Hay vậy? Dạ. Gái nào mập mập lên chút nha. Chắc là em tuyệt quá. Em có thích người nhuộm tóc không? Dạ, đàn ông nhộm, mà nhuộm tóc á. Nhuộm hay không nhuộm với em bình thường, tại em cũng nhuộm mà. Nhuộm chân mày luôn rồi được không? Chân mày mà cảm nhuộm thấy luôn á, chung với màu tóc luôn á. Nếu mà anh thấy cảm thấy hợp gu thì anh cứ làm. Nhưng mà anh thấy vàng vàng đây nó cũng không hơi hay, nên về thay đổi đi cho nó bay đi bớt đi nha. Dạ. Trời hổm nó chắc nhuộm đậm lắm, nay bay bớt rồi nè. Thôi bây giờ em đi với ai nè em gái? Dạ em đi với chị đồng nghiệp và bạn của em. Em chào hai MC và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em là Thương, bạn của Thu ạ. Tính cách của Thu thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Và đặc biệt là Thu là người có ý chí, rất là cầu tiến. Còn mình thấy là cái bạn nam bên này thì có lối sống rất là lành mạnh. Nên mình nghĩ là hai bạn cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với những người đồng nghiệp và em gái họ. Rồi, mời anh nhà gái, đó là anh nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là đồng nghiệp của Xuân Anh. Thì Xuân Anh trong công việc thì làm rất là tốt. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em cũng mong là hai em nên trao nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn góp ý của hai bên hai họ ha. Bây giờ mở cho rào. Hai trẻ gặp nhau cho đi. Hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Cố gắng lên nha Xuân Anh. Bắt đầu. Chào em. Nhìn em như thấy mặt trời thì khó cho trang khó nói, trao lời khó trao. Anh phụ nữ hiện đại nên anh nghĩ là không ai làm đẹp, nên anh có hộp mỹ phẩm tặng em quà ra mặt. Rồi em cảm ơn. Cái gì vậy cưng, tặng cái gì vậy? Cái hộp mỹ phẩm sửa rửa mặt thôi em. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là hải sản của vùng biển của em. Đó là được sự tài trợ của chị gái em. Chị ấy kèm theo một lời là chị chuẩn bị quà em mà nhớ rắc em rể về. Còn nếu mà không dắt được hết thì cô đi luôn đi, cô đừng có về. Cái này anh xin cảm ơn anh xin nhận. Rồi còn món quà này là em không biết anh ốm mập cỡ nào nên em chọn đại. Em không biết là anh mặc vừa hay không. Nếu mà anh mặc vừa thì anh mặc trong buổi hẹn hò. Còn nếu mà anh mặc không vừa thì có thể về để gấu đầu được, nhớ em được. Anh cảm ơn nha. Dạ. Em cũng có một món quà muốn tặng tới ông Mai bà Mai luôn. Ồ, có quà. Em có miếng trầu mời ông Mai. Trời, có trầu nữa hả? Thì mời anh nhanh miếng trầu.
Lần đầu tiên tôi biết ăn trầu luôn á. Say đó nha Linh nha, một mình tôi không có dẫn nổi đâu ha. Kệ nó chơi luôn. Em có mời chị. Rồi chị nhận, trời ơi. Cái này là giống như là mang trầu mang câu đến. Nhận trầu cao. Ờ đó, hỏi luôn rồi. Mời em ăn còn nó làm sao? Mời em ăn miếng trầu xanh mà không ăn cầm lấy cho anh bằng lòng. Thế đó, rất là văn thơ đó. Thính anh cỡ đó mà từ trước tới giờ không thấy anh bảo là không ai dính anh được nhờ. Chắc là anh nghĩ là anh để chờ em đấy nên mới chờ tới hôm nay đấy. Vậy chứ hả? Không có ai dính thính. Tôi nhận cầu cao rồi đó nha. Rồi ngồi đây đi cưng. Làm gì làm nha. Ông Linh không được say nghe. Ăn trầu là say em đó. Em vào Bình Dương làm việc lâu chưa em? Em vô đây cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi dạ. Là mình có hay về quê không? Một năm em về tầm 2-3 lần rồi đó. Nói chung có dịp thì em về. Gần mà cũng gần đúng không? Về Quảng dạ. Ngãi. Nhưng mà em tính mà ví dụ như mình có tiến tới hôn nhân sớm, ví dụ như mình có vội lấy chồng không? Ba mẹ có hối lấy chồng chưa? Gia đình em thì không có hối. Khi nào muốn có chồng thì dẫn tử dẫn về. Anh bây giờ ba mẹ hối quá trời luôn rồi. Nhiều khi gọi điện về ở quê mà ba mẹ hối quá mà không dám nói chuyện nhiều luôn. Bởi vì không có ai để dắt về. 30 tuổi rồi mà giờ bạn bè con cái nó bừ hết rồi ấy. Mà anh bây giờ chưa có nên ba mẹ hối. Nên cũng muốn mình cho nhau cơ hội. Dạ, nói chung thì em thì nhà không hối. Nhưng mà bạn bè với người thân hay hối lắm. Sinh nhật em á, mấy người cứ chúc bảo mau chóng lại đi. Chờ em quạo nha. Chóng lại là gì? Lấy chồng á anh. Em nghĩ tình cảm vợ chồng nó sẽ như thế nào? Hai vợ chồng phải có sự nhường nhịn nhau, bớt đi cái tôi của mình lại. Nói chung anh có nhiều tật xấu lắm á. Tật xấu anh có thể về đời của em thì em có thể điều chỉnh được. Nói chung là bây giờ cuộc sống khi mà yêu thì nó là màu hồng, nhưng mà khi cưới là chuyện hôn nhân nó là cả một vấn đề. Nó không phải là màu hồng nữa. Mà nó pha rất là nhiều nó màu nhiều trong màu đó. Này đúng không? Nó đa màu. Đúng rồi. Cho nên là quan trọng là mình phải có lập trường của mình và mình có suy nghĩ của mình, chia sẻ với vợ của mình. Đi làm về thì mình phụ vợ nấu cơm, hai vợ chồng nấu cơm rất là hạnh phúc mà. À đúng, đúng rồi. Không? Anh cũng thích kiểu đấy đấy. Dạ. Nói chung cùng nhau nấu cơm thì hai đứa coi như nó gặp một cái là nó giống như là từ kiếp trước á, nó tiền định rồi đó. Nói mà không ngơi nghỉ luôn, nhưng mà giờ chưa nói cảm nhận là ví dụ như hai đứa gặp nhau là có đúng như em là cái gu của mình không? Anh thế nào? Em thấy anh thì cũng được, đẹp trai. Đầu tóc thì hay hơi vàng tí. Mà về không biết về mà lỡ về Quảng Ngãi em thì cái nắng của Quảng Ngãi nó còn cháy hơn đó nữa. Hà Tĩnh quê anh cũng nắng mà, nó nắng lắm ạ. Dạ. Anh thì nắng anh không sợ, mà mưa gió anh không sợ. Anh chỉ sợ thứ khác với nắng đôi thời tiết đâu sao. Sợ vắng đêm thôi đúng không? Tôi thấy bây giờ là đến màn ca hát rồi. Tại vì tôi thấy bạn này nè, thả thính rất là chuyên nghiệp nha. Điêu luyện lắm. Rồi. Câu nào cũng có thể thả được. Biết hát không nè? Nào? Cho anh mượn cái tay của em được không ạ? Thì có cam, có quất, có đào, mà có thêm em nữa thì ngọt ngào cả lắm. Thấy chưa? Giọng em có muốn nghe nè. Bài hát về Hà Tĩnh không? Anh người Hà Tĩnh, anh hát bài Hà Tĩnh cho em nghe nha. Nghe xong rồi em muốn về thì em về luôn nha. Theo anh về Hà Tĩnh đi em, tuy có xa chứ em sẽ nhớ. Nghe mênh mang thiên cầm êm sông vỗ, giang tay chào cửa xót reo vui. Đi bên nhau giá xuân thành xuân hải xôn xao. Xanh mây trời dòng nước sông là trong tiếng ca gió xuân hướng tích. Lao sao vi vu đổi thông gió hạt, trên du thuyền trai tiểu nên thơ. Chưa biết cú đơ là chưa về Hà Tĩnh. Cú đơ là chưa về Hà Tĩnh. Mắt tay em mềm mại quá. Anh chưa muốn nằm ấn buồn buông luôn. Nằm luôn là không muốn buông rồi. Bạn gái hát bài nào tặng bạn trai đi. Em thì em hay hát, nhưng mà bài thì em không có nhớ hết. Nên em chỉ hát tặng anh một đoạn thôi. Anh nghe. Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đêm hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải xác hương. Những sao hoa kia mau phải tàn, rụng tà tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim rằn vỡ, nỗi đau làm nhòa nhòa màu trời sương khói. Rồi, được rồi đó.
Bây giờ thế này nè, nãy có trầu cao đây luôn, có hoa hồng đây luôn. Bạn trai cầm cái này và hãy nói những gì ngọt ngào nhất có thể cầu hôn bạn gái. Mời em ăn miếng trầu xanh, không ăn cầm lại cho anh bằng lòng. Đây là cái nó hơi bị héo nhưng mà anh cũng có chuẩn bị. Rồi cái này em cảm ơn nó nắng, chân thành nó của đi anh. Tại vì em này em không biết ăn trầu nên em vẫn cứ nhận của anh. Thôi, nó nhận rồi, ngồi nào. Để đây. Detox không khí từ trong ra ngoài. Để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Rồi đếm luôn nè. Bên tay trái. 2 nè. 3. Hết thời gian. Chúng ta là bấm nút. Chúc mừng các bạn. Nào, hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Đẹp đôi lắm đó. Rồi hai con bên. Xin hứa hai bác với gia đình làm gì đây, nhìn đây nè. Hai bác đang xem truyền hình đó. Con xin sẽ che chở và đùm bọc cho em. Rồi sẵn đây con xin cho em. Cho con hôn em một cái ạ. Cho anh hôn một cái nhé anh. Rất nhẹ nhàng thưa quý vị. Hồi hộp không? Hồi hộp ha.